quả các ứng viên lọt vào vòng chung kết tại Việt Nam sẽ được thông báo đến từng ứng viên và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để chào đón các em và chúc em may mắn trong cuộc thi sắp tới. Thưa quý vị, xin mời quý vị hãy vẫn theo dõi cuộc thi và chờ đón những